Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7 năm 2023, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ra đầu thú để điều tra về hành vi dùng súng bắn gây thương tích cho người khác. Vào lúc 23 giờ 1 phút ngày 1 tháng 7, Tuấn nhậu cùng nhóm bạn tại một quán trên địa bàn xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong quán. Lúc này Tuấn về nhà lấy khẩu súng cất ở nhà và kêu Phạm Văn Thơm, sinh năm 2002, ngụ xã Bình Thành, huyện Cao Lãnh đưa về lại quán nhậu. Khi đến quán, Tuấn đã dùng súng bắn vào nhóm mâu thuẫn trên, gây thương tích cho một người trong nhóm. Sau khi gây án, Tuấn và Thơm đã bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường khám phá và truy tìm các đối tượng. Đến tối ngày 2 tháng 7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã vận động đối tượng Tuấn ra đầu thú, đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng Thơm để điều tra. Qua làm việc, đối tượng Tuấn thừa nhận hành vi trên, khai khẩu súng mà đối tượng sử dụng là bắn đạn cao su, vỏ đạn kim loại được mua trên mạng để phòng thân. Thưa quý vị, mới đây, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Phú Quốc đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội trong băng nhóm Giang Hồ Nông Trường ở Phú Quốc. Băng nhóm này do Nguyễn Phi Vũ, tức Vũ Công, sinh năm 1987, thường trú ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cầm đầu, cùng các đàn em là Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò, sinh năm 1987, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú thành phố Phú Quốc, và Nguyễn Trọng Hải, tức Hải Vũng Tàu, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú thành phố Phú Quốc. Vũ Công, Vũ Bò và đàn em có nhiều tiền án tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Điển hình như vụ đánh nhau giữa nhóm của Vũ Công và nhóm của Nguyễn Thành Dạng, sinh năm 2001, nơi thường trú ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vào ngày 18 tháng 4, tại tổ chính ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu trên tuyến đường Tránh Dương Đông, là tuyến huyết mạch nối xã Cửa Dương với phường Dương Đông, xã Dương Tơ và xã Bãi Thơm. Hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống, hoạt động buôn bán kinh doanh. Do đó vụ việc xảy ra đã khiến người dân rất hoang mang, lo sợ, không dám ra khỏi nhà. Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh và điểm chứa hàng hóa trên địa bàn quận 6 đã phát hiện và thu giữ gần 60.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể, kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh và điểm chứa, kinh doanh hàng hóa tại phường 4, phường 7 và phường 9, quận 6, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện các mặt hàng vi phạm là dụng cụ điện máy cầm tay, đồ ngũ kim các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu có giá trị trên 970 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa lập biên bản quả tang đối với phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vẽ bệnh moi tiền với người bệnh. Theo đó, khi phối hợp cùng với phòng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra hoạt động tại phòng khám này, Sở Y tế đã phát hiện quả tang phòng khám đang thực hiện phẫu thuật và có hành vi vẽ bệnh moi tiền đối với một nữ bệnh nhân đến khám tại đây. Cụ thể, khi được tư vấn dịch vụ, người này được báo chi phí 20 triệu đồng, nhưng khi lên bàn mổ, bác sĩ yêu cầu phải trả 60 triệu đồng để mổ không đau và an toàn. Do không có tiền, bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán thì mới được ra về. Tại thời điểm kiểm tra, Sở Y tế ghi nhận phòng khám này có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền bệnh nhân và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Vụ việc đang được tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, với sự vào cuộc của Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhiều giải pháp đã được đưa vào công tác vận hành đăng kiểm. Đến nay, các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng trở lại. So với giai đoạn hồi tháng 3, tháng 4 và tháng 5 vừa qua, thì các phương tiện chờ tới lượt xét xe tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003S hiện nay chỉ còn khoảng từ 30-40%. Không chỉ tránh được ùn tắc ở ngoài khu vực đăng kiểm, mà ngay bên trong băng chuyền cũng đã thông thoáng. Điều này đã góp phần giảm tải cho cả nhân viên đăng kiểm lẫn người dân. Theo em được thấy thì hôm nay vào cái trung tâm đăng kiểm 5003S này thì thấy nó cũng không ùn tắc như ngày xưa nữa. Nó mật độ xe cũng vừa phải, không phải chờ đợi nhiều lắm ấy. Nó cũng hợp lý thôi, tại vì mình đặt lịch là 9:30 thì tầm này vào xét là chuẩn rồi. Okay rồi. Tôi cũng đã đặt app từ hơn một tháng trước. Bây giờ đến trung tâm thì nói chung là cũng rất là ngắn
đầy, tức là xếp hàng cũng theo thứ tự, thì cũng không phải chen chúc các thứ, nói chung là cũng rất là tốt. Ok. Trước đó, một số trung tâm đăng kiểm để người dân tự do đem xe đến xếp hàng mà không đăng ký lịch hẹn trước, dẫn đến quá tải tại khu vực đậu xe của trung tâm. Qua công tác kiểm tra nắm tình hình, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã đề nghị các trung tâm phải áp dụng hình thức đăng ký qua app và đặt chỗ trước. Thực hiện theo 3 phương thức, 1 là đăng ký qua app, 2 là đăng ký qua đường dây điện thoại nóng, 3 là trực tiếp người dân đến các trung tâm đăng kiểm để thực hiện việc đăng ký. Và trong một ngày đó thì hẹn bao nhiêu cái phương tiện đến đăng kiểm thì phải giải quyết hết. Đồng thời có việc mà tổ chức triển khai thực hiện bằng hướng truyền thông để người dân biết được, người dân chủ động để đến đăng kiểm. Thì như vậy chúng ta thấy được là thuận lợi cho người dân chờ đợi và đồng thời cũng thuận lợi cho người dân đến cái đăng kiểm. Ngoài ra, những thay đổi theo thông tư 08/2023 của Bộ Giao thông Vận tải như miễn đăng kiểm lần đầu đối với xe ô tô mới và người dân có thể tự gia hạn đối với ô tô đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải, thời gian sản xuất không quá 7 năm. Theo quy định này, ước tính có khoảng 1,4 triệu xe được gia hạn tự động. Hai giải pháp mới này cũng đã góp phần giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm. Một số xe mà nằm trong cái diện đăng ký gia hạn tự động thì sẽ giảm được cái lượng xe tới trung tâm đăng kiểm và giảm được cái chi phí thời gian cho cái người dân. Điều đó rất là tuyệt vời. Liên quan đến vụ án vận chuyển 34 bánh heroin từ Lào về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố vụ án khởi tố Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết, cùng chú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Như tin đã đưa vào tối ngày 25 tháng 6 trên đường tuần tra biên giới Việt Nam-Lào, lực lượng phối hợp Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bắt quả tang Đức và Tuyết đang vận chuyển 34 bánh heroin có trọng lượng hơn 11 kg từ Lào về Việt Nam. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng khác với tiền công là 340 triệu đồng. Sau 9 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi mua bán chất ma túy, Hờ Thị Trá, quê tỉnh Sơn La, đã bị lực lượng chức năng hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La phối hợp bắt giữ. Theo hồ sơ, vào đầu năm 2014, Trá bán ma túy cho em chồng là Vàng A Châu. Khi biết Châu bị bắt, Trá đã bỏ trốn sang Lào. Tại đây, Trá thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Vào đêm ngày 2 tháng 7, xác định Trá về huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và khi đang lẩn trốn tại xã Trường Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt giữ và di lý đối tượng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Thủy, chú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp. Do nợ nần trong kinh doanh, Thủy đã tìm gặp nhiều người và đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để huy động vốn. Thúy hứa hẹn nếu cho mượn tiền thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao. Từ cuối năm 2022 cho tới tháng 5 năm 2023, Thúy đã lừa khoảng 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 23 tỷ đồng. Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm 13 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kim Bảng đã phát hiện khoảng 15 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 ở huyện Kim Bảng và thành phố Hà Nội tụ tập mang theo dao phóng lợn, đi xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Ngày 2 tháng 7, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ 13 trường hợp, thu giữ 5 xe mô tô cùng 1 dao phóng lợn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Sau khi kiểm tra hai cửa hàng trên địa bàn quận 6, Cơ quan Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 60.000 sản phẩm điện máy có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Tại thời điểm kiểm tra, các lô hàng gồm các dụng cụ điện máy cầm tay, đồ ngũ kim các loại đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, tổng ước tính giá trị khoảng 970 triệu đồng. Hiện lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để xử lý theo quy định.